Con với chả cái đã nói bao nhiêu lần rồi là phải tập viết chữ cho đàng hoàng vào. Hôm nay không có đi chơi đâu hết, con phải ở nhà tập viết lại bài kiểm tra 10 lần. Đúng 10 lần? Ít quá hả? Vậy con có muốn mẹ tăng lên 20 lần hay không? Dạ không. Lát mẹ sẽ lên kiểm tra đó. Chán quá đi, mình ghét môn tập viết. Đúng rồi, đúng. Chờ mình với nha. Lẹ lên. Đốm, con đi đâu đó? Dạ, dạ, con chỉ đi ra ngoài một chút xíu thôi à. Con chép phạt xong chưa mà đi vậy? Dạ rồi. Mang xuống đây mẹ kiểm tra coi. Con đã viết xong đâu? Đốm, Đốm làm gì mà lo dữ người ta? Đốm, lẹ lên. Các bạn đi đi, mình không đi được đâu. Đốm, tập viết đi. Chắc mình nghe lộn á. Đốm, làm bài tập đi, mẹ lên kiểm tra bây giờ. Chán lắm, mình không làm đâu. Có mau làm không? Không làm. Giờ thì chịu học bài chưa? Tại sao con về mà không thưa mẹ? Thưa mẹ, con mới đi học về. Đốm, đưa sổ liên lạc cho mẹ coi coi. Lát nữa được không mẹ? Không, mẹ muốn coi liền bây giờ. Thông minh nhưng kém tập trung, hay nói chuyện trong giờ học. Đốm, con giải thích cho mẹ nghe coi. Con cũng muốn tập trung học bài lắm, nhưng mà con cứ bị làm sao á. Chân con không chịu ngồi yên, cứ ngồi được một lúc là nó lại cử động và đòi đứng dậy. Lúc coi tivi, chân con nó cũng cứ đòi nhảy thôi. Chưa hết đâu, đầu con nó cũng bị làm sao á. Bị sao? Thưa cô, con muốn đi vệ sinh. Thưa cô, con muốn đi uống nước. Đúng là con bị làm sao rồi. Con nhớ lại coi. Đốm ơi, vô nhà lấy cho mẹ cái khăn đi. Dạ. Yeah.
Con không biết tại sao con không nhớ được gì hết trơn á. Con có biết mình bị sao không? Chúng không bị sao hết. Con chỉ kém tập trung thôi. Bắt đầu từ hôm nay, mẹ sẽ ngồi học với con. Thông minh nhưng kém tập trung, hay nói chuyện trong giờ học. Con làm xong bài tập rồi mẹ. Chân và đầu con có còn bị gì nữa không? Dạ, còn một chút, nhưng mà con đỡ rồi. Trên thế giới, có nhiều loài động vật hoang dã đã biến mất hoàn toàn. Hiện tại, có khoảng hơn 1.500 loài được xác định có nguy cơ tuyệt chủng và cần được bảo vệ. Việc bảo tồn sự đa dạng của các loài động thực vật trong tự nhiên là vấn đề cấp bách hơn bao giờ hết. Mình nhất định phải làm gì đó để cứu các con vật đáng thương này và cứu lấy tương lai của trái đất nữa. Nhưng phải làm gì ta? Nè, mẹ đang làm gì vậy? Là vậy, mẹ mới phát hiện ra là nhà mình có gián. Tội nghiệp con gián quá. Mình phải cứu con vật tội nghiệp đó mới được. Mẹ để con. Chết nè, chết nè. Nó chạy thoát rồi hả? Dạ không, con giết chết nó rồi. Bây giờ con đem bỏ nó đi đây. Con nhớ cho vô bồn cầu rồi xả nước thiệt là mạnh nha. Dạ. Mày cứ yên tâm sống ở trong đây nha. Ta sẽ bảo vệ mày. Phải giấu cái miếng này mới được. Ăn đi, chắc mày đói bụng lắm rồi. Ở trong này không mẹ thấy đó. Phòng con sao có mùi gì hôi quá vậy? Con có ngửi thấy mùi gì đâu. À, không có gì đâu mẹ ơi. Trong này có gì vậy? Không có gì đâu, mẹ trả lại cho con. Con đã nói rồi mà. Con có biết gián là loại côn trùng có hại, mang rất nhiều mầm bệnh không hả? Dạ. Nào, ăn đi con. Cháo thịt gà hạt sen mà con vẫn thích ăn nè. Cảm ơn mẹ. Đợt này đốm ốm quá, mẹ phải tẩm bổ cho đốm thật nhiều mới được. Mẹ, con muốn ăn nữa. Có ngay, có ngay.
Đốm, ăn đi, con vừa bệnh nên cần ăn nhiều đồ bổ, bồi dưỡng cho mau lại sức. Con không có đói. Không đói cũng phải ăn. Mẹ tốn bao công sức nấu cho con ăn, con mà không ăn là mẹ buồn lắm đó nha. Ba vừa gọi nói là ngày mốt ba về. Thích quá. Con ăn mau đi cho mau lại sức. Chứ để ba về mà thấy con ốm như vậy thì ba sẽ không vui đâu. Nhưng con ngán lắm. Ngày nào cũng ăn đồ bổ, con có đói. Con có biết là trên thế giới này có biết bao nhiêu người không có gì để ăn hay không? Thì mẹ mang đồ ăn này chia cho các bạn đó đi. Ăn đi, nhiều chuyện quá. Đốm, sao con đi học mà không thưa mẹ? Con thưa mẹ con đi học. Yên tâm, mẹ không bắt con ăn nữa đâu. Mẹ nói thiệt, mẹ hứa đó. Con cảm ơn mẹ. Con có muốn ăn gì không? Không. Không. Đốm, xuống ăn cơm nè con. Ba mẹ ăn đi, con không ăn đâu. Có chuyện gì vậy con? Bữa nay tan trường, tôi to đủ được con vậy thôi. Ê, chạy thi không? Thôi, lần nào bạn cũng thắng tụi mình, chẳng có gì vui hết trơn á. Chơi trò khác đi. Lần này mình sẽ chấp hai bạn 5 phút, chịu không? Đích sẽ là cửa hàng kem. Nếu một trong hai bạn thắng, mình sẽ mời hai bạn ăn kem. Đúng 5 phút đó nha. Ok, không được chơi ăn gian nha. Ừ, khỏi lo. Chuẩn bị, xuất phát. Năm, mười, mười lăm, hai mươi. Hết 5 phút rồi, mình chạy thôi. Mình rất nhanh hơn nữa, tay tao sắp đuổi kịp rồi. Mình cũng muốn lắm, nhưng mà mệt quá à. Hẹn gặp hai bạn ở tiệm kem nha. Nhưng cứ mỗi lần mình nóng trong người là mình phải thè lưỡi ra để thở. Ê, bạn sao vậy? Ha, con cũng không biết tại sao lại như vậy nữa. Con có biết rằng tất cả họ nhà ta đều thè lưỡi ra để thở khi trời nóng hay không? Tất cả mọi người. Chó là loài động vật có vú, thân nhiệt thường cố định. Nếu nhiệt độ quá cao, chúng ta sẽ phải tìm cách để tản nhiệt, để làm mát cơ thể. Tuyến mồ hôi của họ nhà ta không ở trên cơ thể như nhiều loài khác, mà lại phát triển ở đầu lưỡi. Khi con chạy hoặc khi thời tiết nóng nực, cơ thể con nóng lên, và một cách tự nhiên con sẽ thè lưỡi ra để nhiệt lượng trong cơ thể thoát ra ngoài. Điều đó hoàn toàn bình thường. Ba cũng vậy nữa hả ba? Cả mẹ nữa hả? Đúng là như vậy. Giờ thì con đã hiểu. Ba ơi,
con đói bụng. Ba ơi ba, ba ơi. Con đói bụng. Ủa mẹ đâu con? Mẹ về nhà ông bà ngoại vài bữa. Đớm ở nhà với ba ngoan nha. Yêu đớm mẹ. Sao tự dưng mẹ con lại về nhà ông bà ngoại vậy ta? Chắc mẹ lại giận chuyện gì nữa rồi. Ba không nhớ gì sao? Mở cửa, mở cửa. Vậy là mẹ giận, bỏ về nhà bà ngoại mất rồi. Lỡ mẹ giận, bỏ đi luôn không về nữa thì sao? Hôm qua ba bị sếp la, buồn quá nên đi nhậu với bạn. Không ngờ lại làm cho mẹ giận. Đớm ngoan, đi học đi nha. Ba sẽ qua nhà ông bà ngoại, xin lỗi mẹ, rồi đón mẹ về. Lỡ mẹ mình bỏ đi luôn thì sao? Đừng có lo, thỉnh thoảng á mẹ mình cũng giận ba bỏ về nhà ông bà ngoại mà. Nhưng lần nào cũng quay về nhà hết á. Nhưng cũng có trường hợp mẹ bỏ đi luôn đó. Cũng không biết được đâu. Mẹ à, Đốm nè. Đốm đi học chưa? Dạ rồi. Mẹ ơi, mẹ về nhà đi. Ba với Đốm nhớ mẹ lắm đó. Tối hôm qua ba buồn quá nên đi nhậu. Mẹ đừng giận ba và Đốm nữa nha. Muộn rồi, Đốm đi học đi nha. Mẹ thương Đốm lắm. Đốm cũng thương mẹ lắm. Ba đã đón mẹ về cho Đốm rồi nè. Ba, mẹ. Vậy mà con có tưởng mẹ bỏ đi luôn rồi chứ. Lần sau ba đừng đi nhậu nữa nha ba. Ba biết rồi. Từ nay ba xin chừa. Mệt muốn chết. Cô lại cho nhiều bài tập. Về nhà đói bụng lại chẳng lấy gì để ăn. Không biết mẹ ở đâu vậy ta? Mẹ cũng đang chán lắm rồi đây. Cả ngày quay cuồng với chợ búa, cơm nước, chăm chồng, chăm con. Mỗi lúc một già nua xấu xí. Mệt quá. Làm việc vất vả mà còn bị sếp mắng, đồng nghiệp chơi xấu nữa. Ra ngoài đường thì giao thông lộn xộn. Cứ như vậy thì làm sao mà sống nổi đây? Ước gì thời gian quay ngược trở lại. Con được sống thời sửa thời xưa. Khi chưa có trường học, con nít không phải tới trường. Không khí trong lành, thực phẩm lại không bị nhiễm độc. Chưa có công ty, không có sếp, không có xe hơi, xe gắn máy, khỏi bị kẹt xe. Thank you.
Trời ơi, sao đang làm bàn giấy bây giờ phải cày ruộng như vậy? Đốm, đi chẻ củi, gánh nước, chuẩn bị nấu cơm. Lát ba mẹ về mà không có cơm nước là ăn đòn bây giờ đó. Kem nước bổ củi mệt quá. Sao tự nhiên mình phải giả gạo như vậy? Ông trời, trời ơi, hãy cho mọi thứ trở lại như cũ. Chết rồi, mẹ quên chưa nấu cơm. Thôi, tối nay nhà mình sẽ ra ngoài ăn để mẹ được nghỉ ngơi. Hoan hô ba! Hoan hô ba mẹ! Sống ở hiện tại hạnh phúc hơn nhiều so với ngày xưa ngày xưa. Cuối tuần cả nhà mình sẽ đi Sapa chơi. Ôi, thích quá, thích quá à. Hoan hô ba mẹ. Mà Sapa ở đâu vậy ba? Con ngồi xuống đây, ba sẽ chỉ cho. Đây nè. Được đi xa như vậy. Mẹ cũng vậy, đến tự sóc đồ đó nha. Dạ. Cái này. Đốm, lẹ lên con. Dạ, con sắp xong rồi. Con mang gì mà nhiều quá vậy? Dạ, toàn những thứ cần thiết không à. Nào, nhà mình đi thôi. Sapa nằm ở độ cao 1.600m so với mực nước biển nên khí hậu mát mẻ quanh năm. Mùa đông ở đây nhiệt độ có lúc xuống thấp dưới 0 độ C và có tuyết. Con có tưởng ở đây cũng ấm như ở nhà mình nên không mang theo quần áo ấm. Bây giờ phải làm sao? Ba mẹ sẽ mua cho con một ít quần áo ấm, nhưng con phải rút kinh nghiệm. Nào, 1, 2, 3. Lần sau, trước khi đi du lịch ở đâu, con sẽ kiểm tra thời tiết để chuẩn bị kỹ càng hơn. Xe hơi đồ chơi thông minh, điều khiển từ xa, thiết kế hiện đại, màu sắc bắt mắt, có thể di chuyển trên mọi địa hình. Phải kêu mẹ mua mới được. 9, 10, 11. Mẹ ơi, mẹ mua đồ chơi mới cho con ơi. Mẹ đang tập thể dục, lát nữa mẹ sẽ nói chuyện với con.
12, 13, 14. Con muốn mua xe hơi điều khiển từ xa. Thôi được, mẹ sẽ trả lời con luôn nè. Đầu tháng, mẹ đã mua đồ chơi cho con rồi. Nếu con muốn mua đồ chơi mới thì con phải đợi tới tháng sau thôi. Nhưng con muốn có ngay bây giờ. Tháng này con đã mua đồ chơi rồi, con sẽ phải đợi tới tháng sau. Mẹ mua cho con đi, tháng sau con sẽ không mua đồ chơi nữa. Không được, con sẽ phải đợi tới tháng sau thôi. Đây là lần cuối cùng mẹ giải thích. Thì cũng vậy thôi. Con cứ ói thoải mái ở đây đi. Khi nào xong nín hẳn rồi hãy ra ha. Con đã hết khóc, hết ho, hết ói chưa? Dạ, hết rồi. Mẹ yêu đốm, nhưng đốm giòi dĩnh dạng dạ như vừa rồi khiến cho mẹ rất buồn. Con xin lỗi mẹ, từ giờ con sẽ không vòi vĩnh ăn vạ nữa. Mặt đốm dơ hết rồi, đốm vô nhà sau rửa mặt sạch sẽ, rồi ra đây uống trà ăn bánh với mẹ. Dạ. Không được ăn vụng, phải đợi đến bữa mới được ăn nha. Đói bụng quá Phải đợi đến bữa mới được ăn nha. Cái gì vậy trời? Bỏ nó xuống đi mẹ, rồi mẹ, bỏ nó xuống đi.
xuống đi. Ôi da. Mình đã chiến thắng được cám dỗ, mình không ăn dụng nữa.